Hương Thiên Tông là nguồn sáng chào dân, dập tắt khổ đau điêu linh. Ai về thương yêu trong vườn đào xanh, nghe nhạc bình minh vang vang. Thiền tăng vui hát tiếng ca run hương đồng, muối dưa đời nấu sông, tháng năm dài mặt lòng đói nôn. Và quê hương ấy biết bao là thân bình, sáng lên niềm hy vọng sẽ phai tàn giấc mộng đơn đầu. Tạm giả đưa đến cái pháp chân thật,
Thì như vậy từ cái pháp tạm đó, giả đó, để đưa tới cái pháp chân thật cứu kính mà không bị chướng ngại, đó gọi là trí huệ phương tiện. Thì như trong kinh này đã nói đó, trong phẩm này Phật nói rõ, đầu tiên là Phật dùng cái phương tiện để tán thán cái trí tuệ Phật, rồi kế đó Đức Phật mới kết thúc lại cho chúng ta thấy rõ rằng ba thừa trước kia Phật dùng để dạy hàng thanh văn, duyên giác vân vân, nhưng cuối cùng chỉ có một Phật thừa là thật, ba thừa đó là cái phương tiện. Thì như vậy phẩm phương tiện này là cốt làm cho sáng tỏ cái mục đích của Đức Phật ra đời. Ngài ra đời vì một cái gì mà đi giáo hóa chúng sinh? Có phải chăng là vì muốn tất cả chúng sinh đều thành Phật? Thì như vậy mục đích của chư Phật ra đời vì muốn tất cả chúng sinh đều thành Phật, đó là cái chỗ cứu kính mà chư Phật ôm ấp trong lòng. Nó làm được việc đó mới gọi là làm tròn bổn phận của một Đức Phật. Còn nếu như mình đã là Phật giáo hóa chúng sinh mà không muốn cho họ đi tới cái chỗ bằng mình thành Phật ấy, thì đó là mình còn bỏng sẻn, mình chưa có cái tâm muốn tất cả chúng sinh đều được giác ngộ giải thoát như mình. Vì vậy cho nên bản hoài của chư Phật cuối cùng là đưa đến một Phật thừa, tức là dạy cho mọi người tu đều đến thành Phật. Sở dĩ có lập nhất thừa, tam thừa hay là ngũ thừa vân vân, đó là cái phương tiện chứ không phải là cái chân thật. Đến hôm nay Phật nói thẳng về Phật thừa, đó mới là cứu kính. Thì như vậy để chúng ta hiểu được cái ý nghĩa phương tiện mà ở đây dùng. Như vậy thì phương tiện có nghĩa là phương pháp tiện lợi để làm mọi việc, để hướng dẫn người tu hành cho không có bị trở ngại. Phương tiện tức là nói tới trí tuệ. Nếu người không có trí tuệ thì không có phương tiện. Mà cái trí tuệ phương tiện của Phật là cái trí đầy đủ sáng suốt, biết được tâm bệnh của chúng sinh, cho nên hướng dẫn họ từ thấp dần dần lên cao, từ cái giả đưa đến cái chân thật. Vì vậy mà gọi đó là trí phương tiện. Đó là nói sơ qua về cái ý nghĩa của hai chữ phương tiện. Bây giờ đi thẳng vào trong chánh văn. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn từ chánh định an lành mà dạy, bảo Ngài Xá Lợi Phất, trí huệ của các Đức Phật rất sâu rộng, sâu vô lượng. Môn trí huệ đó khó hiểu, khó vào. Tất cả hàng thanh văn cùng bích chi Phật đều không biết được. Vì sao? Phật đã từng gần gũi trăm nghìn muôn ức vô số các Đức Phật, trọn tu vô lượng đạo pháp của các Đức Phật, giọng mạnh, tinh tấn, danh tốt đồn khắp, trọn nên pháp rất sâu chưa từng có, theo thời nghi mà nói pháp ý thú khó hiểu. Đó là cái đoạn đầu Đức Phật Ngài nêu lên cho trong chúng biết Phật có cái trí huệ sâu vô lượng. Trí huệ đó khó mà thâm nhập nổi, cho nên thanh văn bích chi Phật đều không thể biết. Nhưng mà quý vị thấy ở đây người đương cơ để Phật nói đó là người nào? Là Ngài Xá Lợi Phất. Mà Xá Lợi Phất đối với trong hàng chúng đệ tử của Phật hiện hữu đó, thì Ngài thuộc về cái hạng gì? Đó, Ngài là trí huệ đệ nhất. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái trí huệ đệ nhất của Ngài Xá Lợi Phất là cái trí tuệ trong hàng thanh văn, phải không? Đối với hàng thanh văn, Ngài là trí tuệ bậc nhất.
Như vậy thì mở đầu vào cái phần nói đến cái chủ yếu hay là cái mục đích của Phật ra đời là dạy người ta được cái trí tuệ như Phật, mà cái người để Ngài nói chuyện phải là người trí tuệ ít nhất là cũng trí tuệ bậc nhất trong hạng Thanh Văn, để từ từ Ngài hướng lần đến cái trí tuệ Phật. Thì như vậy chúng ta thấy thủy chung đều là trí tuệ. Trí tuệ làm cái gốc của sự tu hành. Rồi ở dưới, tức là đoạn sau, Ngài nói sở dĩ Ngài được cái trí tuệ đó, đó là tại sao? Vì Ngài đã gần gũi 100.000 muôn ức Đức Phật, rồi tu vô lượng đạo pháp, rồi có đầy đủ những công đức, nào là dũng mãnh tinh tấn, rồi tiến thốt đồn khắp. Vì vậy nên mới được cái pháp sâu chưa từng có. Rồi đã được cái pháp sâu chưa từng có đó, mới theo thời nghi nói pháp ý thú khó hiểu. Thời nghi tức là thời tiết và cái tiện nghi hay là cái trình độ, cái căn cơ của chúng sinh đó, mà nói cho hướng dẫn họ từ những cái người thấp lên đến được cao. Như vậy thì cái phẩm này nó có cái tầm dốc quan trọng là Phật nói đến cái mục đích của Ngài ra đời. Vì vậy nên phẩm này gọi là cái tông chỉ của Kinh Hoa Nghiêm, ở Kinh Pháp Hoa. Còn nói cách khác là cái mục đích của Kinh Pháp Hoa. Bây giờ Phật nhắc nữa: Xá Lợi Phất, ta từ thành Phật đến nay, các món nhân duyên, các món thí dụ, rộng nói, ngôn giáo, dùng vô số phương tiện, dìu dắt chúng sinh, làm cho xa lìa lòng chấp. Vì sao? Đức Như Lai đã đầy đủ phương tiện, tri kiến và ba la mật. Ở đây, Đức Phật mới kể lại, cho thấy rằng, từ khi thành Phật, về sau, Phật nói nào là nhân duyên, nào là thí dụ, để cho cái giáo pháp của Phật được mở rộng, thì những cái đó đều gọi là phương tiện để dìu dắt chúng sinh. Dìu dắt để làm gì? Cho họ xa lìa cái lòng chấp. Cái lòng chấp. Bởi vì sao mà Đức Phật làm như vậy? Bởi vì Ngài đủ phương tiện. Sở dĩ Ngài đủ phương tiện là gì? Vì Ngài được cái tri kiến ba la mật. Cái tri kiến ba la mật là gì? Đúng ra không có chữ và, vì bên chữ Hán là Như Lai phương tiện tri kiến ba la mật, tức là Như Lai đầy đủ phương tiện tri kiến cùng tột, chứ ba la mật là cùng tột, là cứu kính. Chữ và đó thì thấy như là tri kiến và ba la mật là hai, phải không? Vì vậy mà đó là để nói rằng Đức Phật đã đầy đủ được cái phương tiện và đầy đủ cái trí tuệ cứu kính, tri kiến tức là trí tuệ cứu kính thì cùng tột, thì chữ ba la mật là cứu kính, là cùng tột, là đến bờ bên kia đó. Xá Lợi Tịch Phất, tri kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa, Đức Phật đức vô lượng vô ngại lực vô sở quý, thiền định giải thoát ta muội đều sâu vào không ngàn mé, trọn nên tất cả pháp chưa từng có. Đây là Đức Phật tán dương cái pháp của Ngài. Cái pháp của Ngài, tại sao Ngài tán dương? Bởi vì Ngài muốn cho chúng sinh phát cái tâm rộng lớn, học theo cái đạo hay là học theo cái trí tuệ rộng lớn của Phật. Phật nói rằng cái tri kiến, tức là cái trí huệ của Phật rộng lớn, sâu xa. Sở dĩ được rộng lớn, sâu xa là vì sao? Vì Ngài có công đức vô lượng, vô ngại lực,
vô sở quý, thiền định, giải thoát tam muội, đều sâu vào không có ngàn mé, trọn nên tất cả pháp chưa từng có, tức là những cái điều hay, lạ, xưa nay chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ biết, thì đó gọi là những cái pháp chưa từng có. Xá định Phật Như Lai hay các món phân biệt, khéo nói các pháp lời lẽ êm dịu, vui đẹp lòng chúng. Xá lợi Phật tóm yếu mà nói đó, vô lượng, vô biên pháp vị tầng hưởng, Đức Phật thải đều trọn nên. Như vậy thì đây, ngày 8 tháng, ngày có các cái thứ phân biệt, khéo nói những cái lời êm dịu, vui đẹp lòng cho mọi chúng sinh, và ngài được vô lượng vô biên pháp chưa từng có. Xá lợi Phất, thôi xá lợi Phất, chẳng cần nói nữa. Vì sao? Vì pháp khó hiểu, ít có thứ nhất mà Phật chọn nên đó. Chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấu tột tướng chân thật của các pháp, nghĩa là các pháp tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước sau rốt ráo như vậy. Cái đoạn này thì Phật nói với ngài Xá Lợi Phất rồi, nghĩa là trước ngài 8 tháng cái trí tuệ của Phật là cái trí tuệ chưa từng có, cái trí tuệ sâu xa rộng lớn. Nhưng mà tới đây cái ngài nói thôi, thôi không nên nói. Tại sao vậy? Vì cái trí tuệ đó chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu tột tướng chân thật của các pháp. Chỉ Phật với Phật mới thấu tột thôi. Còn phàm thế gian thì khó mà thấu suốt được. Thấu tột các pháp là thấy cái gì? Nghĩa các pháp như thế nào? Nói rằng cái tướng như vậy, cái tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, vân vân. Đó là để nói, nghĩa là thấy tột tới tất cả cái nguồn cội các pháp. Thì trong 10 cái này, tướng nè, tánh nè, thể nè, lực, tác, nhân, duyên, quả, báo, trước sau, rốt ráo. Thì như vậy, ở đây gọi cái tên chung gọi là thập như thị. Thập như thị. Và thường thường khi nói tới kinh Pháp Hoa, người ta hay đặt câu hỏi, nếu kinh Pháp Hoa nói thập như thị là gì? Nếu mà mình không rành mấy cái chữ này thì sẽ lúng túng. Người thấy tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, vân vân, mười cái như vậy đó, đó gọi là như thị. Thì mình không biết tại sao có mười cái này. Thì ở đây Phật nói rõ cái chỗ thấy của chư Phật nó đồng nhau, bởi vậy cho nên nhìn thấy tất cả pháp nó cũng giống hệt như nhau, không có sai biệt. Nhưng mà đây thì sẽ giảng hai ý. Ý thứ nhất, tại sao Đức Phật tán thán cái trí tuệ Phật là rộng lớn, là vị tầng hữu, tức là chưa từng có. Tán thán như vậy rồi cái ngài nó thôi đi, đừng không muốn nói nữa. Tại sao không muốn nói nữa? Vì cái trí tuệ đó chỉ có Phật với Phật mới biết thôi, người khác không biết. Thì nói như vậy, nghe chúng ta thấy Đức Phật có tự đề cao mình quá đáng hay không? Tại sao trí tuệ Phật chỉ có Phật với Phật mới biết mà người khác không biết? Thì sự thật không phải là quá đáng, bởi vì cái trình độ ngang nhau mới hiểu được nhau, phải không? Còn nếu trình độ kẻ thấp người cao thì kẻ người thấp không thể hiểu được người cao. Thí dụ như bây giờ có những người họ học một môn nào đó mà họ đậu cử nhân, rồi người khác cũng học môn đó mà tới tiến sĩ,
thì hai người cùng có cái trí tuệ hết, phải không? Người có cử nhân mà đâu phải là người dốt, nhưng mà cái trí tuệ của người hiểu ngang chừng cái giới hạn cử nhân đó, không hiểu nổi những cái phần của người tiến sĩ đã hiểu, phải không? Vì vậy mà nói chỉ có Phật chứ Phật mới hiểu, cho Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát cũng chưa có thể hiểu được hết cái trí tuệ của Phật nữa. Thì cái điều đó chúng ta thấy nó không có phải là cái điều quá đáng. Bây giờ hiểu nghĩa thật cá pháp như thế nào? Trước hết nói về tướng, nói về tánh, nói về thể, về lực, về tác, về nhân, về duyên, về quả, về báo, và trước sau rốt ráo. Bây giờ mới đi từ cái chữ tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, đó là mấy cái chữ như vậy đó là thế nào. Phàm tất cả sự vật nào trước hết chúng ta thấy thì cũng thấy cái hình tướng nó là đầu, phải không? Cái hình tướng của nó, vì vậy mà chúng ta thấy được cái tướng trước. Mà đối với chư Phật, với chư Phật á, thì thấy được cái tướng như thật, chỉ như vậy đó, tức là thấy được cái tướng như thật của nó, chứ không phải thấy như mình. Nói thí dụ, bây giờ tất cả chúng ta là con người, ai cũng có cái tướng con người, nhìn trên cái tướng con người đó, rồi mình thấy người này là đẹp, người kia là xấu, người này là cao, người kia là thấp, mình phân biệt đủ thứ. Nhưng mà với Phật nhìn á, thì nói đẹp, nói xấu, nói cao, nói thấp hay không? Hay nói cái gì? Ngài nhìn thấu rằng cái tướng này chỉ là một mớ nhân duyên nó tụ hợp thành, phải không? Cái tướng này chỉ là một mớ nhân duyên tụ hợp thành, không thiệt. Đó, Ngài thấy như vậy tức là thấy tột cái lẽ thật của nó, chứ không phải mình thấy theo cái giả tướng của phàm phu, rồi thấy có đẹp, có xấu, rồi có cao, có thấp, có trắng, có đen, rồi có thương, có ghét. Thì đó là cái tướng, nhìn theo cái tướng của phàm phu, của thường tình. Còn với chư Phật thì thấy không có như vậy. Đó, bởi vậy cho nên Phật thấy con người, thấy cái tướng của con người, Ngài không có thấy cái tốt, cái xấu, mà Ngài lại thấy những cái thân đó là một mớ nhân duyên hòa hợp thành, cho nên Ngài nói ngũ uẩn, phải không? Hoặc cái tướng đó do nơi đất nước gió lửa tụ hội thành, cho nên Ngài mới nói tứ đại. Hoặc nói cái tướng đó do các thứ máu mủ dung danh nó tích lũy ở trong, vì vậy mà Ngài nói đó là cái tướng bất tịnh. Thì như vậy với cái con mắt nhìn của Đức Phật, nhìn theo cái trí tuệ, Ngài không thấy những cái hư giả bên ngoài, mà thấy cái tướng như thật của con người, của các pháp. Như vậy cho nên nói tướng như vậy, rồi tánh như vậy. Thì tánh là cái gì, tướng là cái gì? Phàm tướng là cái hình thức chúng ta thấy được. Mà hình thức thấy được á, thì nó có cái chuyển biến vô thường, sinh diệt. Còn cái tánh của nó là cái mà nó ngầm ở trong, chúng ta thấy không được. Thí dụ như lửa, thì cái lửa cháy, chúng ta thấy cái tướng lửa cháy là một đống lửa đỏ hay là một đốm lửa đỏ, chúng ta thấy đốm lửa đỏ, gọi đó là cái tướng của lửa, phải không? Nhưng mà tánh của lửa là cái gì? Là cái nóng. Thì như vậy cái nóng đó mình thấy không? Không thấy. Mà cái tướng đỏ của lửa đó thì có khi có lửa thì nó cháy đỏ, có lửa cháy xanh, phải không? Có lửa nó cháy, nó rực lên, nó là nhiều cái dáng dấp đổi thay khác nhau.
nhưng mà cái nóng đó thì nó không có khác, phải không? Lửa rơm cháy có khác, lửa than cháy có khác, lửa mà các than đá cháy nó khác, nhưng mà lửa nào cũng là nóng thôi. Như vậy thì cái nóng là cái tánh của nó mà mình không có thấy được, mà không thấy cho nên cái tánh đó nó không có bị đổi thay sinh diệt. Còn cái tướng là cái đổi thay sinh diệt. Rồi cái thể như vậy là trước là nói về tánh và tướng, tới đây nói thể và lực. Thể là chỉ cho cái chung của tánh tướng, hay là cái chung của một cái sự vật. Thí dụ như toàn thân chúng ta thì gọi đó là thân thể, đó là cái thể chung của thân. Cái thể là cái chung của thân, mà đã là cái chung của thân thì tất nhiên gọi đó là thể. Mà nếu có thân rồi thì tức là phải có cái tác dụng của thân, gọi đó là lực. Có cái sức mạnh của thân, rồi có sức mạnh của thân, cho nên mới có cái tạo tác của thân, đó là tác. Như vậy từ thể, rồi tới lực, tới tác, nghĩa là thấy đúng như thật, cái thể đó như thế nào, cái lực đó như thế nào, cái tạo tác của đó như thế nào, thấy đúng như thật thì gọi đó là như vậy. Rồi như vậy thì đã có cái sức tạo tác, mà tạo tác thì tất nhiên có cái nhân duyên. Cho nên nói là biết nhân như vậy, duyên như vậy. Bởi có nhân duyên, có tạo tác cho nên có nhân duyên. Mà có nhân duyên thì sẽ có quả báo, cho nên biết quả như vậy, báo như vậy. Như vậy thì từ một cái cá thể của con người hay của con vật là một cái hình tướng chung, cả tánh và tướng hợp lại, trong đó nó có một cái sức mạnh, có cái sức mạnh đó cho nên nó có cái tạo tác. Từ tạo tác đó mà nó thành ra nhân duyên, mà đã có nhân duyên thì tự nhiên nó phải có quả báo. Thì những cái điều đó chư Phật đều thấy tột cái lẽ thật của nó như nhau, không có sai khác. Mà cái quả báo đó rồi trước sau rốt ráo như vậy, nó là khi tạo, trước là khi tạo nhân, sau là cái khi thọ quả, cứu kính như thế nào thấy rõ ràng không sai biệt. Thì như vậy 10 cái điều này là nói chung cho toàn thể chúng sinh ở trên thế gian này. Chư Phật do cái trí tuệ rộng lớn của các ngài mà các ngài thấy đúng như thực, từ tướng tánh thể lực vân vân, nghĩa là đến cuối cùng là gây cái nhân duyên gì, thọ quả báo gì, trước làm sao chịu như thế nào, biết rành rẽ không có sai sót. Vì vậy cho nên gọi là thập như thị, 10 cái như thế. Như thế thì đây ngài dịch là như vậy. Đó là cái đoạn nói về thập như thị. Bây giờ Đức Thế Tôn tương lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: đấng Thế Hùng khó lường, các trời cùng người đời, tất cả loài chúng sanh không ai hiểu được Phật. Trí lực vô sở quý giải thoát các tâm muội, các pháp khác cũng của Phật không ai so lường được. Mấy đoạn này thì hiểu rồi, hiểu đoạn trên là hiểu lại đoạn này. Vốn từ vô số số Phật đầy đủ tu các đạo pháp nhiệm màu rất sâu, khó thấy khó rõ được. Trong vô lượng ức kiếp tu các đạo đó rồi, đạo tràng đặng chứng quả, ta đều đã thấy biết quả báo lớn như vậy. Các món tánh tướng nghĩa ta cùng 10 phương Phật mới biết được việc đó. Như vậy thì nói rõ là cái ý nghĩa Phật với Phật cùng biết
chứ còn người khác khó mà biết được. Pháp đó không chỉ được vắng bạc tướng nói năng, các loài chúng sanh khác không ai không có ai hiểu được, trừ các chúng Bồ Tát, người sức tinh bền chắc, các hàng đệ tử Phật từng cúng dường các Phật, tất cả lậu đã hết trụ thân gốc sau này, các hạng người vậy thải sức họ không tham được. Đó là Đức Phật Ngài muốn nói cái mà Ngài được đó, cái pháp mà chư Phật được đó, cái pháp đó nó vắng bạc tướng nói năng. Cái pháp Phật được, cái pháp đó nó không còn dùng ngôn ngữ mà nói đến được, phải không? Nếu dùng ngôn ngữ nói thì nó không đến được cái pháp đó. Thì chúng ta thấy cái pháp mà Phật nói rằng cái tướng vắng bạc đó, rồi mình nhìn lại các thiền sư